từ năm 2019, thịt tươi, rau củ, gạo sẽ tăng thêm 1% thuế giá trị gia tăng. Thuế VAT của đồ hộp, xăng dầu và nhiều nhu yếu phẩm có thể tăng từ 10 lên 12% và bổ sung nhiều mặt hàng vào nhóm chịu thuế. Thuế nhập khẩu là chúng ta cắt giảm dần. Thế như vậy ở đây chúng ta đặt vấn đề là chúng ta phải cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Tăng thuế giá trị gia tăng ảnh hưởng thế nào tới tiêu thụ hàng hóa? Vâng, Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo, trong đó thì có nội dung tăng thuế giá trị gia tăng hay là việc tắt là thuế VAT thì đã gây xôn xao dư luận. Như vậy là theo phương án của Bộ Tài chính thì hầu hết những cái mặt hàng thiết yếu nhất như là đồ ăn, thức uống, rồi chuyện học hành, đi lại hay là chữa bệnh có thể sẽ phải chịu một cái mức thuế giá trị gia tăng mới bắt đầu từ năm 2019. Mà VAT như chúng ta biết là loại thuế được áp dụng lên rất là nhiều hàng hóa dịch vụ hàng ngày, nên đây còn được coi là loại thuế tiêu dùng, nghĩa là cứ mua hàng là phải chịu thuế. Chính vì vậy, phương án tăng thuế của Bộ Tài chính đang khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi là liệu chi tiêu hàng ngày của họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Hộ gia đình này chi tiêu mỗi tháng hơn 7 triệu đồng, bao gồm từ điện, nước, rau, thịt, cho tới điện thoại hay truyền hình cáp. Như vậy, mức lương hưu của cả hai vợ chồng cộng lại mới chỉ vừa đủ để chi trả tất tần tật những khoản này. Bà Bình nhẩm tính, nếu áp thuế giá trị gia tăng như dự thảo mới đây, thì mỗi tháng sẽ phải chi thêm vài trăm nghìn đồng. Tưởng là không nhiều, nhưng khi lương mới chỉ vừa đủ tiêu, thì đây sẽ là áp lực buộc cả nhà phải co kéo chi phí sinh hoạt. Thịt, cá, rau, thậm chí mớ rau người ta cũng lên 500 thì bây giờ nó lại lên 600. Với những người già về hưu thì chỉ có là tiết kiệm lại thôi, chứ còn không còn cách nào khác, bởi vì không còn nguồn thu nhập nào nữa. Không chỉ gia đình nhà bà Bình, mà còn nhiều người lao động cũng ngày ngày lo lương chưa đủ tiêu, chứ chưa dám nghĩ tới chuyện tăng thuế. Người mà người ta nhiều tiền thì tăng nó chả đáng kể, người ta cũng chả quan tâm lắm. Nhưng mà ví dụ như là dân lao động như bọn chị thì sẽ rất là vất vả. Nhưng mà bình thường đã là không đủ cuộc sống bọn em rồi. Còn bây giờ tăng thêm thì nó sẽ không đủ nữa, mà em sẽ đi làm không đủ dư giả ra để tiết kiệm hoặc là sinh hoạt cho cuộc sống nữa. Cũng không ít lo lắng về chuyện chi phí cứ thế mà tát nước theo mưa. Bây giờ các vị tăng hàng hóa gì lên được độ 1.000, nhưng mà giá thị trường lại tăng trước, nó lại lên mấy nghìn đấy cơ. Cứ để nguyên như thế này cho nó bình ổn, thế đừng có tăng. Chú thấy từ bao nhiêu lần tăng nó đều là như thế hết, không có thấy lần nào nó rút đi đâu. VAT là loại thuế gián thu, là loại thuế được cộng vào giá, là một bộ phận cấu thành của giá cả hàng hóa. Thuế gián thu là một hình thức thuế gián tiếp của một cái đơn vị trung gian, thường là các doanh nghiệp, để mà đánh vào người tiêu dùng. Như vậy thì người chịu thuế cuối cùng là người mua hàng hóa dịch vụ, chính là người tiêu dùng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ việc tăng thuế này. Vậy còn các doanh nghiệp, những người mà bán sản phẩm, những người được cho là sẽ đi thu thuế hộ cho nhà nước, thì họ có bị ảnh hưởng gì nếu mà VAT đồng loạt tăng vào năm 2019 tới hay là không? Và liệu có hiện tượng tăng thuế thì sẽ khiến cho chi phí đầu vào tăng, dẫn đến giá của sản phẩm cũng tăng theo hay là không? Đại diện doanh nghiệp sản xuất bàn ghế này chia sẻ, cứ một đơn hàng 3 tỷ đồng, thì khi tăng thuế giá trị gia tăng thêm 2%, giá bán sẽ phải tăng thêm 60 triệu đồng, cũng sẽ phần nào ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của khách. Cái số mà nó tăng cái phần trăm tỷ lệ này thì nói là nhỏ thế, nhưng mà với cả sản xuất thì với cả với người tiêu dùng chỉ khi đó là một con số để người ta phải cân nhắc lại, sẽ rất là ảnh hưởng đến khách hàng. Còn doanh nghiệp nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật này, mỗi năm phải nộp tới 15 đến 17 tỷ đồng thuế VAT. Chỉ sau khi bán được hàng, tức là thường tới nửa năm sau đó, thì mới thu hồi được số thuế đã nộp. Do đó, tăng thuế giá trị gia tăng sẽ ảnh hưởng tới khả năng quản lý dòng tiền của doanh nghiệp. Doanh nghiệp lợi nhuận hiện nay đối với thuốc bảo vệ thực vật nhé, chỉ bình quân là 3-5%. Thế nếu mà tăng 1% thì coi như là mình đã nộp ngay từ khâu đầu vào rồi. Nên là cũng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Xung quanh đề xuất của Bộ Tài chính thì hiện cũng có ý kiến cho rằng là thay vì tăng thuế thì cần siết chặt công tác thu thuế đối với những cái đối tượng tránh nộp thuế hay là chậm nộp thuế. Điển hình như là các hộ kinh doanh hiện chỉ kê khai thuế khoán ở mức thấp, nhưng mà không ít hộ lại có doanh thu gấp nhiều lần so với doanh nghiệp. Một cái chính sách thuế hiệu quả khi nào? Khi cái cơ sở thuế phải rộng và cái thuế suất phải thấp. Nhưng thuế suất càng cao theo cái đề xuất của Bộ Tài chính, từ 5 lên 6, từ 10 lên 12%, nó sẽ làm khuếch đại
cái tổn thất phúc lợi xã hội như vậy. Bộ Tài chính phải mở rộng cái cơ sở thuế giá trị gia tăng ra. Đó là những cái đối tượng lâu nay được miễn giảm thuế v.v. một cách không rõ ràng, không minh bạch. Hay những cái giao dịch lâu nay chúng ta bỏ qua, chúng ta phải xem xét đưa vào trong cái cơ sở thuế. Thuế gia tăng nó là thuế gián thu, tức là có đầu ra, có đầu vào, tức là được khấu trừ với nhau. Nó chỉ phát sinh ở cái giá trị gia tăng, cái luồng tiền thực tế để mà thanh toán cái thuế giá trị gia tăng khi mà mức thuế xuất đầu ra và đầu vào nó cùng tăng như vậy thì nó gần như nó không có gì thay đổi. Tỷ phần trong cái thu nhập mà người nghèo dùng cho tiêu dùng nó lớn hơn so với cái tỷ trọng thu nhập mà người giàu dùng cho chi tiêu. Nên khi anh tăng thuế giá trị gia tăng có nghĩa là anh tăng cái gánh nặng thuế lên người nghèo hơn là cái gánh nặng thuế mà người giàu phải chịu thêm. Như vậy là nó càng không công bằng. Theo một thống kê của Ngân hàng Thế giới thì có 88 trong tổng số là 112 quốc gia có thuế suất với hàng hóa và dịch vụ dao động là từ 12 cho tới 25%. Vậy thì với phương án tăng thuế sắp tới thì thuế VAT của Việt Nam là cao hay là thấp? Có thể kết luận được điều này vì thuế ở mức nào là phù hợp còn phải dựa vào thực tế mức sống của đại bộ phận người dân và sức cạnh tranh hiện tại của doanh nghiệp. Tăng thuế VAT dù ít hay là dù nhiều thì rõ ràng là ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của người tiêu dùng. Trong bối cảnh áp lực phải cân đối ngân sách như hiện nay thì theo Bộ Tài chính, việc tăng thuế VAT mới chỉ là một phần trong chiến lược cải cách thuế. Bởi đi kèm với đó thì Bộ còn phải tính đến việc giảm mức tính thuế thu nhập cá nhân hay là giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì đây không có quan điểm tận thu cho ngân sách nhà nước. Mà hiện nay chúng ta đang thực hiện là cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhà nước để đảm bảo cái nền tài chính quốc gia an toàn và bền vững. Trong điều kiện chúng ta cơ cấu thu thì có cái phải tăng lên và có cái chúng ta phải tính toán giảm đi. Thuế thu nhập doanh nghiệp là từ 20% hiện nay chúng ta đang áp dụng và đề nghị là 17%. Hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ, chúng ta đang đề nghị ở mức thuế suất là 15%. Để trên cơ sở đó chúng ta thu hút đầu tư để mà thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Vâng, đó là ý kiến từ phía Bộ Tài chính. Dự kiến thì hơn nửa triệu doanh nghiệp và hầu hết người dân sẽ chịu tác động từ việc tăng thuế giá trị gia tăng. Thế nên là mọi chuyện đều cần cân nhắc thật là cẩn trọng. Lúc này thì nhìn sang chính sách thuế của một số quốc gia khác cũng là cái nguồn thông tin rất là đáng để tham khảo. Trên thế giới thì nhiều quốc gia vẫn giữ mức thuế VAT ở mức thấp, ở mức từ 5 cho tới 10%. Điển hình như là một số quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Đây là bảng thuế giá trị gia tăng của một số quốc gia trong khu vực châu Á. Có thể thấy trong khu vực Đông Nam Á, nhiều quốc gia vẫn giữ mức thuế thấp từ 10% trở xuống, như Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Indonesia hay là Singapore. Xu hướng chung của các nước hiện nay là tăng cường vai trò của thuế giá trị gia tăng, đồng thời từng bước giảm dần thuế suất, thuế thu nhập để tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn là một trong những quốc gia đề xuất giữ nguyên thuế giá trị gia tăng trong vòng ít nhất một năm nữa, nhằm ổn định chi phí sinh hoạt của người dân. Hiện thời, thuế giá trị gia tăng tại Thái Lan là 7%. Thủ tướng Thái Lan ông Prayut Chan-o-cha phát biểu, chính phủ sẽ không tăng thuế giá trị gia tăng trong thời gian tới vì nền kinh tế Thái Lan chưa sẵn sàng. Mức thu nhập bình quân đầu người vẫn còn quá thấp. Thuế giá trị gia tăng được áp dụng tại Thái Lan từ năm 1992 và kể từ đó đã giảm từ 10% xuống còn 7% sau khi các doanh nghiệp phàn nàn rằng thuế cao sẽ ảnh hưởng tới sức tiêu dùng của người dân. Với cùng một lý do thì các quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn như Malaysia và Myanmar cũng giữ mức thuế giá trị gia tăng là 6% và 5%, mức tối thiểu theo khuyến cáo của Ủy ban châu Âu. Đáng chú ý là Singapore, quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất Đông Nam Á, cao gấp 21 lần của Việt Nam, vẫn giữ mức thuế giá trị gia tăng là 7% kể từ năm 2007. Đó là những nguồn thông tin rất đáng để tham khảo. Tuy nhiên, mỗi cây thì mỗi hoa, mỗi nhà thì mỗi cảnh. Trong bối cảnh của nước ta khi mà áp lực phải tăng thu ngân sách là rất lớn, thì việc điều chỉnh tăng thuế giá trị gia tăng VAT theo một số chuyên gia là một trong những cái phương án phải tính đến. Tuy nhiên, tăng ở mức nào, tăng bao giờ là điều cần bàn. Bởi đây là thuế đánh trực tiếp vào những cái mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng hàng ngày của người dân. Và cũng theo các chuyên gia thì để cân đối ngân sách thì tăng thu mới chỉ là một phần, mà đi kèm với đó phải là việc kiểm soát chi tiêu sao cho hiệu quả mới là điều quan trọng hơn cả.